Xin chào các bạn, bác sĩ Tuấn tiếp tục chia sẻ các bạn một thói quen số 8. Đó là thói quen có thể các bạn chưa kiểm tra cô bé của mình một cách đúng cách, đúng không ạ? Phải nói một cách đúng cách. Thực ra là chúng ta cũng thường xuyên chăm sóc cho sức khỏe chúng ta rồi. Tuy nhiên để đúng cách thì tôi xin được dịch giả của hai chuyên gia phụ khoa để giới thiệu cho các bạn thói quen số 8 này, đúng không ạ? Các bạn thường có cái thói quen nghĩ rằng là sao? Nghĩ rằng là các bạn phải có bệnh thì mới có gì ạ? Mới có biểu hiện ra bên ngoài. Cho nên là nhiều bạn nghĩ rằng là cô bé của bạn vẫn đang sạch sẽ, các bạn vẫn đang chăm sóc, rửa ráy, tắm rửa hàng ngày, đúng không ạ? Và không có cái gì bất thường thì coi như là gì ạ? Là khỏe. Đó là cũng là một cái suy nghĩ rất là đúng. Tuy nhiên chưa đủ, đúng không ạ? Tuy nhiên chưa đủ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có rất nhiều các cái bệnh, rất nhiều có cái vấn đề không có các cái triệu chứng, đúng không ạ? Không có các triệu chứng hoặc là rất là ít triệu chứng, có thể là có những bạn không để ý đến, ví dụ như là có mùi hôi này, đúng không ạ? Có dịch này, đúng không ạ? Hay là có các cái tấy đỏ, hay có các cái ngứa ngáy đó. Những cái ngày đến kỳ kinh thì đương nhiên là các bạn hay ra bất thường rồi. Tuy nhiên là những cái ngày bình thường mà các bạn thấy bất thường, kể cả là nhỏ thôi, thì đó cũng là các cái biểu hiện tiền triệu của bệnh. Thậm chí là có những cái bệnh sao, có những cái bệnh mà nó biểu hiện dần dần từ từ mà nó chưa biểu hiện ra bệnh thì chúng ta cũng phải đi kiểm tra định kỳ, đúng không ạ? Ví dụ như 3 tháng, 6 tháng một lần. Về sức khỏe con người tổng thể chúng ta bình thường 6 tháng phải đi kiểm tra một lần. Thế cho nên về cô bé, nếu như thời gian nào bạn thấy bất thường hay là cẩn thận hơn, các bạn đi kiểm tra thường xuyên hơn. Tôi lấy ví dụ như là bệnh gì ạ? Bệnh thế kỷ, bệnh ung thư, đúng không ạ? Khi mà đa phần Việt Nam cũng như là trên thế giới mà đi kiểm tra thì đã là giai đoạn muộn rồi. Đa phần Việt Nam chúng ta biết thì là đều là giai đoạn muộn. Thế còn trên thế giới người ta đi kiểm tra định kỳ hơn. Chính vì vậy mà ở cái thói quen này, hai chuyên gia trên thế giới về phụ khoa muốn nhắc các bạn rằng là các bạn hãy lên, đúng không? Các bạn hãy lên tạo cho mình một cái thói quen kiểm tra định kỳ sức khỏe cô bé của mình. Các bạn hãy lên định kỳ 6 tháng hay 3 tháng một lần. Và bây giờ công nghệ cũng rất là hiện đại, đúng không ạ? Rất là thuận tiện. Các bạn không cần phải biết có một lý do gì cả. Các bạn chỉ cần tìm một địa chỉ uy tín và kết nối với một bác sĩ làm bầu bạn. Các bạn có bất thường các bạn có thể hỏi, đúng không ạ? Tôi với Lam Khoa, còn về phụ khoa các bạn hãy tìm một bác sĩ phụ khoa. Tuy nhiên vấn đề về tình dục thì các bạn có thể có thể liên hệ với tôi, hỏi tôi có thể giúp cho các bạn được. Vâng, nếu các bạn có bất thường về vấn đề về sinh lý, về tình dục, tôi có thể giúp đỡ cho các bạn được một cách thuận tiện.